Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường. Lời dạy cuối đừng quên, Phật hiện thân ở đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hoàng Hiếu kính chào tất cả quý vị đồng hương Phật tử, quý vị khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Kính chào tất cả quý vị trong chương trình lắng nghe chánh pháp. Hôm nay quý vị có khỏe không ạ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả. Lần trước thì Hoàng Hiếu có trình bày một cái đề tài, đó là thiện và bất thiện. Là những cái hành động nào, những cái việc làm nào mà gây lại, đem lại cái khổ đau cho bản thân của chúng ta, đồng thời đem lại cái khổ đau cho những cái người xung quanh, không phải chỉ ở trong hiện tại mà trong thời gian tương lai, thì đó là cái hành động mà Phật gọi rằng đó là hành động bất thiện. Hay ngược lại, những cái việc làm nào, những cái hành động nào mà đem lại cái lợi lạc, đem lại cái sự hạnh phúc, bình an cho bản thân của chúng ta, đồng thời cũng đem lại cái sự bình an cho những người xung quanh ở trong hiện tại và trong tương lai, thì đó là những cái việc làm mà Đức Phật gọi rằng là thiện, là lành. Ngày hôm nay tiếp nối trong chương trình lắng nghe chánh pháp kỳ này, Hoàng Hiếu xin gửi đến quý vị một đề tài mới, đó là cho và nhận. Kính thưa tất cả quý vị, trong Kinh Tăng Nhất A Hàm, phẩm số 18, phẩm Tam Quý, Kinh số 2, Đức Phật Ngài có chỉ ra cho chúng ta có hai hạng người ở trong cuộc sống này. Một hạng người mà có cái sự hành động không bao giờ cảm thấy nhàm chán đối với lại cái việc là chất chứa tài vật, tức là cái việc mà gìn giữ, nhận những cái sự giúp đỡ của những cái người khác. Đồng thời cũng có một cái hạng người là luôn luôn mong muốn được chia sẻ, được giúp đỡ cho những cái người khác. Hoàng Hiếu nghĩ rằng nó là cái sự gói trọn của hai chữ cho và nhận ở trong cuộc sống này. Mà Hoàng Hiếu nghĩ rằng tất cả mọi sinh hoạt của chúng ta, từ cái việc ăn uống, đi lại, học hành, làm việc, nó chính là cái quá trình giữa cho và nhận. Ví dụ như là khi mà chúng ta ngồi đây, quý vị ngồi lắng nghe Hoàng Hiếu chia sẻ như thế này, thì ngay trong cái quá trình này cũng chính là cái quá trình giữa cho và nhận. Hoàng Hiếu là cái vị nói ra những cái lời chia sẻ đến quý vị, nó thể hiện được cái việc là Hoàng Hiếu đang trao ra, đang cho ra. Nhưng mà đồng thời, Hoàng Hiếu cũng là chính là cái người nhận những cái lời từ cái việc mà chia sẻ đến quý vị đó. Thì Hoàng Hiếu được khắc sâu hơn những cái gì mà mình đã học hỏi, những cái gì mình đã tìm hiểu. Đồng thời quý vị chính là cái người mà đón nhận những cái lời chia sẻ của Hoàng Hiếu. Và chính quý vị cũng là cái người mà cho Hoàng Hiếu có cơ hội để mà ngồi đây để chia sẻ như thế này. Nếu như mà không có quý vị đó, thì cái đài truyền hình Bồ Đề Phật Quốc TV này cũng không có làm ra để làm gì. Bởi vì không có người nói mà không có người nghe đó, thì cái mục đích đó cũng không có làm ra để làm chi. Và đồng thời nếu như mà không có quý thầy, tức là không có Hoàng Hiếu và những cái vị thầy khác, những cái vị mà tham gia trong cái chương trình của đài truyền hình Bồ Đề Phật Quốc TV đó, thì quý vị cũng không có cơ hội để mà lắng nghe. Thế nên là ngay cả cái việc mà chia sẻ như thế này, nó cũng thể hiện được cái việc là cho và nhận. Đồng thời trong cái sinh hoạt bình thường đó, thì mỗi phút mỗi giây chúng ta đều đang thực hiện cái quá trình cho và nhận. Hoàng Hiếu ví dụ như là chúng ta đang ngồi đây, chúng ta không có làm gì cả, chúng ta chỉ lắng nghe thôi. Nhưng mà trong cơ thể của chúng ta đang hít và thở, tức là mình hít vào
tức là mình đang đón nhận ở phía bên ngoài, bên vào trong cơ thể của chúng ta. Đồng thời cũng trong cái quá trình này để mà mình tiếp nối cái sự sống thì chúng ta phải thực hiện cái quá trình thứ hai, đó là thở ra. Thì cái việc mà chúng ta hít thở cũng đã thể hiện được cái quá trình là cho và nhận. Rồi cái việc ăn uống là khi mà mình ăn vào ở trong cơ thể của chúng ta ăn món này, chúng ta ăn món kia, chúng ta ăn phở, chúng ta ăn canh, chúng ta ăn súp, thì tất cả những cái đó là quá trình chúng ta đang tiếp nhận những cái dưỡng tố vào bên trong cơ thể của chúng ta. Ở đồng thời một cái cơ thể mà khỏe mạnh đó thì cần phải thực hiện tốt cái việc là mình nhận vào, thì mình phải có cái quá trình cho ra, tức là cái quá trình đào thải ra. Quý vị nào mà mắc những cái căn bệnh như là chúng ta không có cái việc mà đào thải tốt đó thì chúng ta dễ bị những cái bệnh mà liên quan đến vấn đề mà tiêu hóa. Những ai mà không có sức khỏe tốt, tức là cái quá trình cho và nhận, cái quá trình nhận và cho này nó không có một cái sự mà diễn biến đều đặn. Ví dụ như rằng là mình ăn vô mà mình không có, xin lỗi quý vị hơi tế nhị một chút, tức là mình không có đi ra ngoài được đó, thì mình không có tiểu tiện, mình không có đại tiện được, thì nó là cái biểu hiện của cơ thể của chúng ta đang mắc bệnh. Thế nên một cái cơ thể khỏe mạnh chính là thể hiện cái quá trình cho và nhận này, nó diễn tiến, nó đều đặn. Một cái điều nữa, tức là chúng ta trong cuộc sống này mình sẽ dễ dàng nhìn thấy cái quá trình cho và nhận này ở trong mọi cái sinh hoạt của chúng ta. Ở trong lúc mà mình bệnh, mình ốm, mình đau, quý vị đến tại bệnh viện là chúng ta đang nhận cái sự săn sóc của những cái vị bác sĩ, những cái vị y tá. Đồng thời cũng chính quý vị là tạo cái cơ hội là cái việc mình cho ra bằng cái việc mình chi trả cái tiền của mình thông qua bảo hiểm, hoặc là cái tiền của mình chi trả trực tiếp đến bệnh viện, là mình đang cho ra để cho những cái vị y bác sĩ, những cái người ở trong phục vụ trong bệnh viện có cơ hội để mà tiếp tục làm việc và có cái kế sinh nhai trong cuộc sống này. Nó chính là cái sự thể hiện của việc cho và nhận ở trong cuộc sống. Rồi khi mà mình đón nhận những cái sự quan tâm, những cái thương yêu ở trong cuộc sống này, mình không thể nào mà mình tồn tại trong cuộc đời này mà không có cái sự trao đổi giữa cho và nhận cả. Mọi cái hành động, mọi cái việc làm, từ tình cảm cho đến là những cái vật chất trong cuộc sống này, đòi hỏi của chúng ta nó phải có cái quá trình giữa cho và nhận. Mình thương yêu một người nào đó thì mình không thể nào nói rằng á là mình chỉ có trao ra, mình không có nhận lại. Bởi vì chính những cái người mà mình thương yêu, mình quý mến họ, là mình đang thể hiện rõ hơn là cái việc mình trao ra. Nhưng đồng thời chúng ta cũng đang thực hiện, mình nhận lại một cái tình cảm, cái sự trân trọng của những cái người khác dành cho bản thân của chúng ta. Thế thì từ cái việc làm, từ cái suy nghĩ, từ cái hành động, nó đều thể hiện của quá trình là cho và nhận ở trong cuộc sống này. Và Hoàng Hiếu nghĩ rằng cho và nhận chính là cái sự biểu hiện của việc vay và trả trong cuộc sống này. Mình nói vay là sao? Tức là trong cuộc sống này, con người của chúng ta thể hiện qua ba cái điều mà Đức Phật gọi rằng đó là tam nghiệp, là thân, miệng và ý. Mỗi cái việc làm, mỗi cái lời nói, mọi cái hành động, mọi cái suy nghĩ chúng ta thực hiện trong cuộc sống này, hoặc là ở trong những cái đời sống trong quá khứ, tức là chúng ta đang gieo trồng một cái nhân, nó là thiện hay là bất thiện, là tùy theo cái việc làm của chúng ta, nó ảnh hưởng đến bản thân của chúng ta, ảnh hưởng đến xã hội, ảnh hưởng đến mọi người xung quanh trong cái thời gian hiện tại và tương lai như thế nào. Và ở trong Phật giáo của chúng ta nói rằng có nhân thì có quả, tức là cái quá trình mà mình đón nhận, mình gặt hái cái quả đó chính là cái quá trình mà chúng ta đang nhận lại những cái gì mà chúng ta đã gieo trồng. Thì cho và nhận chính là thể hiện cái việc là chúng ta
đã gieo trồng cái gì và chúng ta đang đón nhận cái gì. Khi mà chúng ta quan sát những cái chúng sanh, những cái sự vật, những cái hiện tượng trong cuộc sống này, chúng ta sẽ thấy được rằng sáu cõi chính là cái sự biểu hiện của cho và nhận. Theo cái nhìn nhận của Phật giáo của chúng ta, mình thấy cái loài mà dễ nhìn nhất đối với lại con người của chúng ta đó là những cái loài súc sanh. Thì sở dĩ vì sao mà bị đọa vào cái cõi súc sanh là bởi vì ở trong những cái đời sống quá khứ, những cái chúng sanh đó đã gieo tạo những cái việc làm không có lành, ví dụ như là ngu si, là tham lam, là tật đố, là ganh ghét, là ác độc. Do đó rằng là khi mà tái sanh thì những cái chúng sanh đó đã sanh vào những cái loài súc sanh, tức là thể hiện một cái việc là gieo cái nhân bất thiện rồi gặt hái những cái quả bất thiện. Rồi con người của chúng ta cũng chính là cái sự thể hiện nơi cái việc mà cho và nhận, tức là mình gieo trồng cái nhân lành nào ở trong cái đời sống quá khứ mà chúng ta có được một cái thân người như bây giờ. Nhưng mà đồng thời những cái con người ở trong cái cuộc sống này, cùng một cái dân tộc, cùng một cái quốc gia, nhưng mà có người đó thì lại có được cái điều kiện đời sống nó thư thả, muốn ăn thì có ăn, muốn mặc thì có mặc. Đồng thời cũng có nhiều người phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nhưng mà để có một cái miếng ăn người ta phải cơ cực. Có nhiều người một cái bữa ăn của một cái người mà có điều kiện thì đó là cả một cái hành trình, cả một cái quá trình mà gian khổ cả một năm trời, chưa chắc gì cái giá trị của một cái tài sản của một người tích góp được trong một cả một cái năm trời bằng một cái bữa ăn của cái người giàu có, một cái chuyến đi nghỉ dưỡng của một người triệu phú, của một người tỷ phú, nó gấp cả trăm lần, cả ngàn lần cái tài sản của một người nghèo khó đang có. Thế thì một cùng là một loại chúng sanh với nhau là loài người, nhưng mà chúng ta sẽ thấy được rằng cái quá trình giữa cho và nhận này nó khác nhau hoàn toàn. Thì có một cái mẫu chuyện vui như thế này, xin hầu chuyện với lại đại chúng. Là có hai cái anh thanh niên thì cùng bị tai nạn rồi mất, chết xuống dưới âm phủ gặp Diêm Vương. Thì Diêm Vương mới nói rằng là hôm nay là tâm trạng của ta rất là thoải mái, cho nên rằng là bây giờ đó thì cho hai người sẽ đầu thai lên làm người ở tại nhân gian. Nhưng mà bây giờ hôm nay là tâm trạng của ta rất là tốt, cho nên là ta ưu tiên thì các người là hai người là muốn làm người như thế nào. Thì có một anh trả lời rằng là con muốn làm sao đó là sanh ra làm người, nhưng mà cả đời đó là chỉ muốn là cái người mà nhận thôi chứ không có muốn cho ra. Thì cái anh kia đó, anh nghe cái lời trình bày của cái anh thanh niên thứ nhất, thì anh thanh niên thứ hai mới trả lời rằng đó là thưa Diêm Vương, bản thân con đó thì muốn ngược lại với lại cái anh này, là con không muốn là một cái người mà sanh ra cả một đời chỉ có nhận, mà con muốn là sinh ra là một người cả một đời được cho ra. Thì Diêm Vương sau khi nghe hai cái câu trả lời của hai người thanh niên này đó thì mới nói rằng là được rồi, ta sẽ đồng ý và làm theo đúng cái nguyện ước của hai người. Cái người mà thứ nhất đó, là sinh ra là muốn được làm cái người mà cả một đời chỉ có nhận thôi, thì Diêm Vương mới nói rằng đó là ta cho ngươi làm cái người ăn xin. Cái người thứ hai là muốn là cả một đời được cho ra để mà giúp đỡ cho những người khác, thì Diêm Vương nói rằng đó là ta sẽ cho ngươi làm tỷ phú. Thì quý vị thấy rằng là một người mà mình chỉ có cả một đời chỉ có cái việc là gom góp, là tích chứa,
là nghĩ đeo cho bản thân của chúng ta không đó, thì vì cái nhân mà hạn hẹp, tức là cái tâm lượng của chúng ta hạn hẹp, cho nên rằng á, là cái môi trường mà chúng ta được sanh ra cũng là sống trong cái môi trường hạn hẹp. Rồi cái tâm lượng của chúng ta khi mà suy nghĩ, chúng ta đón nhận những cái sự mà giúp đỡ của người khác đó, thì cái tâm của chúng ta cũng hạn hẹp. Ở trong khi cái người kia là cái người mà rộng lượng, thì với cái nhân mà rộng lượng, với cái nhân là không có giới hạn đó, thì khi mà người ta được tái sanh thì cái vị kia sẽ được sinh ra trong một cái môi trường nó rộng lớn, nó bao la, và cái tâm của họ cũng rộng lớn bao la. Tức là không phải chỉ nghĩ đến cái bản thân của chúng ta, mà còn nghĩ đến cái khổ đau, cái hạnh phúc của những người khác nữa. Thế nên Hoàng Hiếu nghĩ rằng cho và nhận chính là cái sự thể hiện nhân quả ở trong cuộc sống này. Và không phải chỉ có riêng loài người của chúng ta, mà đối với lại tất cả những cái chúng sanh, mình cũng có thể thông qua những cái gì mà họ đang nhận, những cái gì mà họ đang cho, mình sẽ biết được, mình sẽ tiên liệu được cái đời sống của cái người đó, cái tâm lượng của cái người đó, và đồng thời chúng ta cũng có thể tiên lượng được cái tương lai của cái chúng sanh đó, của cái người đó nó như thế nào. Mình thấy rằng cho và nhận nó là cái biểu hiện của cái quá trình mà tu tập ở trong cuộc sống của chúng ta. Bởi vì Đức Phật ngài dạy rằng á, là nhân quả thì chính là dạy cho chúng ta mình cẩn trọng trong cái vấn đề mà mình gieo trồng những cái nhân ở trong cuộc sống này. Mà thể hiện rõ ràng nhất ở trong cái lời dạy của Đức Phật là lúc nào ngài cũng nói cho chúng ta biết, đó là cái việc làm chúng ta cần phải có cái chánh niệm và tri giác. Chánh niệm để làm gì? Chánh niệm chính là chúng ta biết rõ những gì đang diễn ra và nó diễn ra như thế nào, đó chính là chánh niệm. Cái năng lực của chánh niệm để giúp cho chúng ta mình biết được rằng là chúng ta đang làm việc gì, chúng ta đang nói cái lời gì và chúng ta đang nghĩ cái lời gì, tức là ba nghiệp của chúng ta, thân, miệng và ý, nó đang tương hợp với lại thiện hay là bất thiện, tức là chúng ta đang gieo trồng cái nhân lành hay là nhân bất thiện, cái nhân lành hay là nhân ác. Để khi mà chúng ta thấy được cái điều đó thì chúng ta biết rõ được là cái tương lai của mình sẽ sanh về đâu, chúng ta biết rõ được cái chiều hướng tương lai của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn bây giờ hay là tệ hơn bây giờ. Có một số người ở trong cuộc sống này bởi vì mang cái tâm hạn hẹp, do đó rằng á, là người ta rất là ki bo, người ta rất là keo kiệt, mà dân gian mình hay nói đó là có những người mà vắt chày ra nước đó. Tức là cả một đời người ta chỉ có cái việc là nhận vào thôi, chứ chưa hề bao giờ mà dám bỏ ra một đồng để mà giúp đỡ cho những người khác. Và chưa bao giờ người ta có một cái tâm tưởng, người ta có một cái tâm ý là nghĩ đến những cái nỗi đau của những cái người khác đang chia sẻ. Khi mà gặp những cái người là cùng sống với mình mà người ta gặp những cái hoàn cảnh trái ngang, gặp những cái điều kiện mà không thuận lợi, ví dụ như là gia đình là bị một cái tai nạn nào đó, thay vì đó mình mở cái lòng ra để mà mình giúp đỡ, mình nói một cái lời để mà an ủi, để nâng đỡ người đó, giúp cho họ vượt qua cái khổ đau, mình trong cái tâm ý của mình đó khởi lên một cái ý niệm là mong muốn cho họ được vượt qua những cái ách nạn ở trong cuộc sống, thì mình lại đi làm ngược lại, tâm của mình bổn sẻn, tâm của mình keo kiệt, đôi khi á, mình lại hả dạ khi mà thấy cái người đó người ta gặp nạn. Mình không có một cái hành động là san sẻ, chia sẻ những cái khổ đau, những cái vất vả của những cái người sống quanh mình, mà mình còn không có một cái lời nào để an ủi, đồng thời trong tâm của mình
là khởi lên cái sự đố kỵ, trong tâm của mình khởi lên cái sự là hả dạ khi mà gặp họ, thấy họ sống trong cái cảnh cơ hàn, thấy họ gặp nạn như vậy. Với cái tâm ý này đó thì cái việc mình đang gieo trồng là cái nhân bất thiện, mình đang gieo trồng những cái nhân mà hạn hẹp, thì trong tương lai Hoàng Hiếu nghĩ rằng cái người này sanh ra sẽ sống trong một cái môi trường rất là chật hẹp, và chắc chắn rằng với cái môi trường chật hẹp đó thì cái tâm ý của họ cũng chỉ là gói gọn lại trong một cái phạm vi nó rất là chật hẹp. Mình nói đến đây để chúng ta thấy được rằng tại sao ở trong cuộc sống này có nhiều người người ta sẵn sàng bỏ ra hết tất cả những cái tài sản mà cả một đời người ta tích cóp được để mà giúp đỡ cho những cái người khác. Bởi vì những cái người này người ta ý thức được rằng cái tiền, cái của, những cái mà vật chất ở trong cuộc sống này khó lòng nào mà chúng ta có thể ôm ấp được, khó lòng nào mà chúng ta có thể giữ gìn được. Một khi mà nhắm mắt mà xuôi tay thì ngay cả cái thân xác này còn bỏ lại, huống hồ gì là những cái vật ngoài thân. Ý thức được những cái điều đó cho nên là với cái suy nghĩ là rộng lớn, người ta có cái tâm lượng rộng lớn, với cái tâm lượng rộng lớn người ta có những cái việc làm rộng lớn, mà mình không thể nào với cái tâm lượng của một người hạn hẹp có thể là đắn đo, có thể mà suy lường được những cái việc làm của những cái người mà có cái tâm lượng rất là lớn ở trong cuộc sống này. Mà nhan nhản ở nơi trước mắt của chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều người, người ta mang cái tấm lòng của Bồ Tát, tức là lúc nào cũng nghĩ đến cái lợi ích của nhiều người, lúc nào cũng có cái suy nghĩ là thương, là xót cho những cái phận đời mà kém cạnh hơn mình. Chính cái việc làm, những cái suy nghĩ, chính những cái lời nói mà nó mang cái chiều hướng là rộng, mang cái chiều hướng là thiện là lành này, thì chắc chắn trong tương lai cái vị này sẽ gặp được một cái môi trường, một cái điều kiện, một cái hoàn cảnh mà nó rộng lớn. Và khi mà mình nghĩ, mình làm, mình nói mà có được cái sự rộng lớn như thế đó thì cái tâm tư của chúng ta nó sẽ thư thái, nó sẽ bình an hơn rất là nhiều. Khi mà với cái tâm mà rộng lượng là coi cái vấn đề mà vật chất đó nó phụ thuộc vào cái phước và cái đức thì mới có thể là duy trì được những cái tài sản mà chúng ta có đó. Thì khi mà chúng ta bị xui, mình bị rủi ở trong cuộc sống này, mình bị mất tiền, mất bạc, mình bị những cái tai nạn nó xảy ra đó, thì cái tâm của cái người mà rộng lượng này, người ta ít có bị đau khổ hơn là những cái người mà ki bo, những cái người mà keo kiệt, những cái người mà cả một đời chỉ có việc là nhận chứ chưa bao giờ thực hành cái việc là cho ra đó. Thì khi mà những cái người này người ta lỡ như là bị mất tài sản, lỡ như là bị những cái tai nạn, những cái biến cố trong cuộc sống đó, thì khó lòng nào mà có thể dễ dàng vượt qua, giống như là những cái người mà đã quen với cái việc là cho ra thay vì là chỉ biết đón nhận. Ở trong Phật giáo của chúng ta, cái hành bố thí, cái hành cúng dường chính là cái sự hiến tặng cái tài sản cho mọi người. Mà cái việc mà hiến tặng tài sản này nó không phải chỉ dừng lại ở cái việc là vật chất, là tiền bạc, mà ở trong Phật giáo của chúng ta mình bố thí đó thì mình nói tới cả ba cái phạm vi lận, tức là tài thí tức là vật chất, pháp thí tức là những cái lời mà mình giúp cho họ có thể vượt qua được những cái khó khăn, cái vất vả trong cuộc sống. Đồng thời những cái lời này có thể giúp cho họ nhận ra được đâu là thiện, đâu là bất thiện. Mình giúp cho họ biết được đâu là những cái điều nào mà nên làm, những cái điều nào là không nên làm. Và cái vấn đề thứ ba, cái phạm vi thứ ba của bố thí ở trong Phật giáo đó là vô ý thí. Vô ý thí tức là mình ban tặng, mình giúp cho họ vượt qua được những cái sự mà sợ hãi trong cuộc sống này. Mình giúp cho họ chuyển hóa được những cái khổ đau,
những cái ách nạn trong cuộc sống này, đó chính là vô ý thí. Khi mà chúng ta mình đem cái lòng giận một ai đó đó thì chính bản thân của chúng ta là cái người đau khổ. Nhưng mà khi mình biết san sẻ, mình biết bố thí, mình biết buông bỏ cái sự sân hận, mình biết buông bỏ những cái tị hiềm, mình biết buông bỏ những cái tâm ích kỷ đó, thì chính chúng ta là cái người đón nhận lại cái sự an lạc nơi chính bản thân của chúng ta. Thì cái việc mà cho và nhận chính là cái quá trình của việc mình tu tập. Cho ở đây thể hiện ở trong cái quá trình tu tập rõ ràng nhất là chúng ta bỏ đi những cái tập khí, những cái tâm hành mà bất thiện, như là tham, như là sân, như là si, như là tật đố, như là keo kiệt, như là đố kỵ. Chính những cái việc là khi mà chúng ta rời bỏ được, chúng ta bỏ qua được một bên những cái tâm hành mà bất thiện như vậy đó, thì chính ngay nơi bản thân của chúng ta là cái người mà đón nhận được cái sự bình an, cái sự tự tại ở trong cuộc sống này. Và quý vị suy nghĩ lại, có phải rằng đó là cái quá trình mà tu tập và chuyển hóa của chúng ta chính là cái quá trình mà cho và nhận ở trong cuộc sống này, phải không quý vị? Có một cái mẫu chuyện và cũng liên quan tới cái này, thì Hoàng Hiếu xin kể cho quý vị nghe. Là lúc mà Hòa thượng Thiên Ân ngài còn sống đó, thì những cái năm tháng cuối đời Hòa thượng mắc một cái chứng bệnh, cho nên rằng là thân thể rất là đau đớn. Thì một hôm có một cái người đệ tử, là cái cô đệ tử, cô đến thăm Hòa thượng, thấy Hòa thượng lớn tuổi mà phải chịu cái sự đau đớn như vậy đó, thì cô rất là buồn. Cô muốn làm một cái gì đó để cho thầy của mình vui, để cho thầy của mình bớt đau. Cho nên rằng là một hôm cô đến thăm và cô hỏi rằng thầy muốn con làm gì. Ở trong tâm ý của cô đó là muốn là làm cái gì đó để cho thầy của mình bớt cái sự nhọc nhằn trong cái vấn đề là đau đớn về cái bệnh tật mang lại. Thì chắc chắn rằng đó thì Hòa thượng là cái người mà có cái công phu tu tập đó, thì cái vấn đề nó chỉ đau trong cái vấn đề là thể xác, nhưng mà trong cái tâm lý của Hòa thượng đó thì Hòa thượng nó là bình an và tự tại. Thì Hòa thượng mới dạy rằng là bây giờ con mua cho thầy cái nón len để cho thầy đồ cho nó ấm. Thì ngay mà lúc mà Hòa thượng nói như vậy đó, thì lúc đó đã 7 giờ tối rồi. Cho nên rằng là cô đệ tử, cô nghe cái lời đó đó thì cô rất là muốn là thực hiện liền để cho Hòa thượng được vui, và cô cũng thể hiện được một cái phần nào cái sự là cô đã đền đáp được cái công ơn mà Hòa thượng đã hướng dẫn, đã dạy dỗ cho cô. Cho nên rằng là cô tức tốc chạy đi để mà mua cái nón ấm để cho Hòa thượng đội. Thì khi mà 7 giờ tối rồi đó thì chỉ còn có vài cái tiệm, tất cả các tiệm đó thì đóng cửa. Thì cô vô chỉ còn một cái cửa tiệm mà bán cái đồ mà bây giờ mình giống như là những cái cây xăng ha, hoặc là cái 7-Eleven, những cái tiệm mà rất là nhỏ, nhưng bán những cái mặt hàng mà nói chung là nó chỉ là bình thường thôi, chứ không phải là những cái cửa hàng thời trang hoặc là cửa hàng mà bán những cái đồ đạc đó. Thành ra là cô vô mua đó thì không có những cái đồ xịn, cho nên là cô mua một cái nón nó rất là cũng là bình thường, hay mang về cho Hòa thượng. Thì trong tâm ý của cô đó rất là mừng, là vì là cô đã thực hiện được cái việc là đáp ứng được cái mong ước của Hòa thượng. Rồi đến khi mà Hòa thượng viên tịch đó, thì cô dọn cái phòng của Hòa thượng, thì cô kéo học tủ ra đó, thì cô phát hiện ra rằng đó, là trong cái học tủ của Hòa thượng đó là có tới 3-4 cái nón mà giữ ấm còn tốt hơn, nó còn đẹp hơn cái mà của cô mua cho Hòa thượng nữa. Và đến đây đó thì cô mới cảm nhận được rằng đó là chính Hòa thượng
là cái người mà tạo cái cơ hội để cho cô làm được một cái việc mà cô có thể cảm thấy vui ở trong lòng. Là bởi vì Hòa Thượng biết rằng là cô mong ước là làm được một cái chút gì đó để cho Hòa Thượng, cho người thầy của mình được vui lòng. Qua cái mẫu chuyện này đó thì chúng ta thấy được rằng là không hẳn rằng là mình cho ra là cái người mà nhận những cái mà mình giúp đỡ là cái người đó là cái người nhận, mà chính bản thân của chúng ta giống như là cái cô đệ tử của Hòa Thượng Thiên Ân là cái người mà đón nhận cái niềm vui đó. Hòa Thượng ngài đâu có cần những cái nón đó, là bởi vì trong cái học tủ của ngài, ngài biết rằng là ngài có nhiều cái nón nữa, nhưng mà bây giờ nằm một chỗ rồi, biết được cái tâm ý của cái người đệ tử của mình, cho nên tạo cái cơ hội để cho cái người đệ tử đi mua cái nón. Nó bình thường thôi, nhưng mà một cái hành động nhỏ đó cũng có thể giúp cho cái người đệ tử của mình có được cái sự niềm vui, một phần nào đó thể hiện được cái tấm lòng của một cái người đệ tử. Cho nên Hòa Thượng đã vui lòng để mà nói cho cô biết, để mà cô đi mua cái nón. Thì cái việc mà cái hành động, cái việc làm đó không phải chỉ là cái người đệ tử dành cho cái người thầy của mình, để cho người thầy của mình đón nhận cái tấm lòng, mà chính cái việc làm đó nó thể hiện ngược lại là bản thân của cô là cái người đón nhận cái món quà từ Hòa Thượng, chứ không phải rằng là Hòa Thượng đón nhận cái món quà ở từ nơi cái người đệ tử của mình. Rồi khi mà chúng ta giúp đỡ, mình chia sẻ cho những cái người khác, từ cái việc là tài vật, là tài thí, tức là tiền bạc vật chất, những cái nhu yếu phẩm mà mình giúp cho những cái người xung quanh, rồi từ những cái lời nói mà mình chia sẻ, mình nâng đỡ những cái người khác, mình giúp cho họ có được cái hướng đi trong cuộc đời này, từ những cái suy nghĩ mà thiện lành, khi mà mình có cái tâm ý thấy được những cái người nào đó người ta đang sống trong cái hoàn cảnh nó không có được tốt đẹp, mình thấy được cái người nào đó người ta đang làm những cái việc làm mà nó bất thiện, chúng ta khởi lên cái tâm ý là thương, là lo lắng cho những cái người đó. Thì chính những cái điều này nó thông qua ba cái điều, đó là thân, miệng và ý của chúng ta. Hoàng Hiếu nghĩ rằng chính chúng ta là cái người đón nhận trực tiếp những cái việc làm của chúng ta, chứ chưa hẳn rằng là những cái người mà chúng ta đang hướng tâm tới đó là cái người đón nhận. Rõ ràng rằng với cái nhìn nhận bình thường đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái người cho ra và cái người nhận lấy đó là chính những cái đối tượng mà của cái việc mà nhận lấy đó là cái người mà đón nhận. Nhưng mà mình nhìn sâu hơn, mình nhìn một cách tỉ mỉ hơn thì chúng ta sẽ thấy rằng chính bản thân của chúng ta cho ra, chính bản thân của chúng ta giúp đỡ, bản thân của chúng ta là cái người mà đón nhận đầu tiên. Khi mà mình cho ra đó là mình nhận lại được cái gì? Mình nhận lại được là cái tâm bớt tham. Mình nhận lại được khi mà mình nói những cái lời mà dễ nghe, mình nâng đỡ những người khác, là chính bản thân của chúng ta đang nhận lại cái sự hòa nhã, những cái bình tĩnh, những cái mà an lạc ở trong cuộc sống này. Khi mà trong tâm ý của chúng ta mình lo lắng, mình nghĩ tốt cho những cái người khác, mình sợ rằng là họ đang sống trong những cái hoàn cảnh mà không được tốt đẹp, mình lo lắng là bản thân của họ đang làm những cái việc làm mà bất thiện, đang gieo những cái nhân bất thiện, thì chính cái tâm ý đó chúng ta đang đón nhận lại cái tâm từ bi, chúng ta đang đón nhận lại cái sự an nhiên ở trong cuộc sống này. Thì Quận Hiếu nghĩ rằng khi mà mình cho ra và đồng thời trong cái quá trình đó chúng ta cũng chính là đang nhận lại, chứ không phải hẳn rằng là những cái người mà đón nhận cái sự mà giúp đỡ, đón nhận cái sự cho ra của chúng ta mới là cái người mà đón nhận những cái sự giúp đỡ của chúng ta. Và ngay nơi chính bản thân của chúng ta cũng chính là cái người mà đang đón nhận những cái việc làm tốt,
những cái lời nói đẹp, những cái ý nghĩ thiện mà chúng ta đang hướng đến cái đối tượng của chúng ta. Khi mà chúng ta nhìn nhận như thế này đó, thì chúng ta sẽ thấy được rằng là mình giúp đỡ cho ai đó. Khi mà mình nói rằng á, mình tự hào là tôi giúp đỡ cho người này, tôi giúp đỡ cho người kia, mà mình nhận theo cái chiều hướng này đó, thì chúng ta sẽ không có gì để mà cười cao, chúng ta không có cái gì để mà ngã mạn, chúng ta không có gì để mà khoe mẽ rằng là chúng ta đã làm được những cái việc tốt đẹp cả. Bởi vì đó, chính những cái việc làm đó là mình đang giúp cho bản thân của chúng ta, và chính chúng ta là cái người mà đón nhận những cái việc làm đó nhiều hơn, trực tiếp hơn là những cái đối tượng mà chúng ta đang giúp đỡ. Rồi ngay cả cái việc mà chúng ta tu hành, giống như Hoàng Hiếu nói khi nãy, mình tu tập, mình tụng kinh, mình ngồi thiền, mình làm tất cả những cái việc lành mà có được trong cuộc sống này đó, thì không có gì để cho chúng ta phải khoe mẽ, không có gì để cho chúng ta phải tự hào cả. Là bởi vì bản thân của chúng ta, mình đang fix lại, mình đang sửa lại những cái xấu xa, mình đang sửa lại những cái gì mà nó lỗi trong con người của mình. Thế thì đâu có gì để mà cho chúng ta phải tự hào. Thế nên mình nhìn nhận theo cái chiều hướng này đó, thì chúng ta sẽ thấy là cho và nhận nó rất là sâu ở trong cái điều nhận, cái điều mà nhận thức như thế này. Và đồng thời để mình có thể cho được đó, thì mình phải hiểu nhận như thế nào. Tức là nếu như mình không biết nhận đó, thì không thể nào mà chúng ta biết cho được. Là sao mà nói rằng là không biết nhận thì không thể nào không biết cho. Quảng Hiếu ví dụ như là một cái người thầy giáo mà muốn dạy cho cái người học trò của mình hiểu rõ được những cái lời mà mình muốn nói đó, thì cái người thầy giáo đồng thời cũng phải nhận những cái lời chỉ dạy từ những cái người thầy giáo trước, đồng thời cũng phải hiểu rõ được những cái kiến thức mà mình đón nhận vào, thì mới có thể truyền tải, mới có thể giảng dạy giúp cho cái người học trò của mình có thể hiểu rõ được. Khi mà chúng ta muốn giúp đỡ ai đó đó, thì bản thân của chúng ta mình phải biết được cái cách nhận nó như thế nào, thì chúng ta khi mà mình cho đi đó nó mới tốt đẹp. Quản lý ví dụ như mình biết được rằng đó là khi mà ai đó trao cho mình một cái món quà mà người ta dành hết cái tâm tư, người ta dành hết cái tình cảm, người ta gói một cái món quà nó rất là kỹ lưỡng và rất là đẹp, người ta trân trọng cái món quà đó, khi mà mình nhận cái món quà đó đó thì chúng ta rất là trân trọng và chúng ta rất là mừng. Thì khi mà mình cho ra, mình giúp đỡ cho những người khác đó, thì chúng ta cũng phải mình phải hiểu ý, mình phải nên thực hiện với cái là cái việc này mà ông bà ta dạy đó, là của cho không bằng cách cho. Tức là mình làm sao thể hiện được là khi mà mình đón nhận những cái sự giúp đỡ của những cái người khác, mình mong ước như thế nào, thì khi mình cho ra đó thì chúng ta cũng phải thể hiện được cái điều này. Người xưa có nói một câu, tức là kỹ sở bất dục, vật thí ư nhân, là những cái gì mà mình không thích đó thì mình đừng đem cho người. Là mà trong khi á, thông thường của chúng ta đó, thì những cái gì mà chúng ta không xài được, chúng ta không không còn thấy là nó tốt nó đẹp nữa đó, chúng ta mới đem cho người khác. Còn khi mà chúng ta còn xài được, khi mà nó còn tốt còn đẹp đó, thì mình cứ cố giữ trong người của mình chứ mình không có cho ra. Thì khi mà Quảng Hiếu nói rằng đó là khi mình biết nhận thì mình mới biết cho, tức là thể hiện cái việc là mình phải biết cái việc là mình trân quý khi mà người khác cho mình với cái cách trang nhã, với những cái tâm ý như thế nào đó, thì khi mà mình cho ra thì chúng ta mới có cái cách cho nó lịch sự và cách cho nó rất là dễ chịu trong cuộc sống này. Có nhiều người trong cuộc sống, quý vị có thấy không, đâu phải rằng đó là hễ ai cho cái gì người ta cũng nhận đâu, không phải. Nó tùy thuộc vào cái người cho, nó tùy thuộc vào cái vật cho, và nó tùy thuộc vào cái cách cho như thế nào. Đâu phải rằng đó là ai đem đấy cái gì cúng dường cho quý thầy cũng nhận, ai đem mấy đưa cái gì đưa cho quý thầy cũng lấy. Mà tại sao như vậy? Là bởi vì nó thể hiện như thế nào, nó thể hiện có được cái sự tâm
tôn kính ở trong đó hay không, nó thể hiện được những cái tài sản, những cái tài vật mà quý vị làm đó nó có phải là chân chánh hay không, nó thể hiện được là cái con người đó khi mà đem cúng đem cho đó có đem ra nói với lại người này người kia hay không. Thế thì khi mà mình biết được là cái cách nhận như thế nào thì mình mới biết được cái cách cho như thế nào. Chứ còn mà chúng ta không có biết cách nhận đó thì chúng ta không thể nào mà biết cách cho được. Hòa thượng Thích Nhất Hạnh ngài có nói một câu như thế này, tức là để làm được một cái người thầy giáo đó thì người thầy giáo là cái người mà đem lại cái sự bình an cho những người khác đó, thì người thầy giáo phải là có được cái sự bình an ở trong con người đã thì mới có thể giúp đỡ cho những người khác được. Thì chúng ta muốn giúp đỡ cho người khác, đem lại cái sự bình an cho người khác thì bản thân của chúng ta phải làm sao mình đón nhận được trong tâm ý của chúng ta có được cái sự bình an đó thì chúng ta mới có thể mang cái sự bình an đó đem trao cho người khác được. Mà Hoàng Hiếu nói ở đây đó là nó thể hiện ở chữ là mình không biết nhận đó thì không thể nào mà mình biết cách cho được. Đồng thời Hoàng Hiếu nghĩ rằng trong cuộc sống này cho và nhận là nó thể hiện cái sự đóng góp của bản thân của chúng ta đối với là xã hội này. Có nhiều người người ta sống ở trong cuộc đời này đó nhưng mà dường như theo cái nhìn nhận của đạo Phật, cái nhìn nhận của Đức Phật, cái người này không có sống. Là vì sao mà Hoàng Hiếu lại nói như vậy? Là bởi vì đó theo cái nhìn nhận của Đức Phật đó, sống là đóng góp. Mà cái người này cả một đời người ta không có cái gì là đóng góp cho xã hội cả. Người ta vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn đi, vẫn đứng, vẫn hít thở. Nhưng mà cái sự tồn tại của họ nó cũng chẳng khác nào một cái xác chết ở trong cuộc sống này. Bởi vì người ta chưa từng đem lại một cái sự lợi lạc nào cho cuộc sống này cả. Mà không phải có một số người đó, không phải là không làm hại ai, không đem lại cái sự đóng góp nào đó còn đỡ. Có một số người còn gây lại những cái tổn hại, những cái mà không có ích nào cho cái cuộc sống cả. Cả một đời khi mà từ lúc sinh ra cho đến lúc mà trưởng thành chưa từng có một cái việc làm nào mà đem lại cái sự lợi lạc cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Thì Đức Phật ngài dạy rằng với cái người đó đó, dù rằng là đang đi, đang đứng, đang nói, đang cử chỉ, đang hành động, biểu hiện của một cái con người bình thường nhưng mà chẳng khác nào là một cái xác chết cả. Thế thì cái việc là chúng ta đóng góp được gì cho cái cuộc đời này thì nó mới là thể hiện là chúng ta đang sống. Mình cho cuộc đời này như thế nào, mình cho những cái người xung quanh như thế nào thì mới thể hiện được là mình đang sống. Chúng ta thấy rằng là có một số người khi người ta mất đi đó thì chúng ta cảm giác rằng là cái người mình đang cảm giác là mất đi, tức là đang thiếu đi một cái cá nhân, một cái cá thể, chứ chúng ta không có cảm thấy là cái sự mất mát. Tức là sao? Tức là cái khả năng đóng góp của cái người đó nó quá ít đi. Khi mà một cái người đó người ta từ trần, người ta mất đi, mình không có được một cái chút tiếc thương nào đối với họ cả. Nhưng đồng thời cũng có nhiều người khi mà người ta mất thì chúng ta thấy được rằng nó là một cái sự trống vắng ở trong cái tâm hồn của chúng ta mỗi khi mà chúng ta nghĩ về họ. Có một số vị khi mà người ta sống đó nhưng mà mình chỉ thấy được rằng họ chỉ là hiện hữu đó thôi, chứ người ta không có một cái, người ta chỉ có sự là góp mặt chứ không có một cái chút nào là đóng góp cho cuộc đời này cả. Và bên cạnh đó có một số người khi mà người ta mất đi chúng ta thể hiện được cái sự tiếc thương đối với là bản thân của bản thân của chúng ta đối với họ. Có một số những cái vị mà người ta có cái sự đóng góp lớn cho đời, từ là chính trị, kinh tế, tôn giáo, những cái vị mà nhạc sĩ, những cái người nhà văn, người ta đem cái tiếng hát, cái lời ca, những cái tác phẩm của họ để lại cho đời này.
thì khi mà người ta ra đi, mình thể hiện được cái sự tiếc thương. Và không phải chỉ có tồn tại ở trong một cái khoảng thời gian ngắn, mà đôi khi nó còn tồn tại ở một cái khoảng thời gian rất là dài. Lão Tử, Khổng Tử là những cái vị mà đã cách chúng ta rất là xa, nhưng mà tại sao cho đến bây giờ chúng ta vẫn còn nhắc hoài, chúng ta vẫn còn nhắc mãi, những cái vị đó vẫn còn sống ở trong lòng của chúng ta. Đức Phật của chúng ta cách đây hơn 26 thế kỷ, Ngài đã từ giã cái cuộc đời này nó rất là lâu, và Ngài sống ở tại đất nước Ấn Độ, đâu có phải là Ngài sống ở tại quê hương của người Việt Nam của chúng ta. Ngài đâu phải là Ngài sống ở tại đất nước Mỹ này, nơi quê hương thứ hai của chúng ta. Thế mà mỗi khi nhắc về Đức Phật, chúng ta luôn luôn tỏ bày cái sự nhớ ơn, cái sự tri ân của chúng ta dành cho Đức Phật. Lúc nào Đức Phật cũng còn sống với lại chúng ta, là bởi vì cái sự đóng góp của Đức Phật dành cho chúng ta ở đây. Dù rằng cách hai mươi mấy thế kỷ, chúng ta vẫn thừa hưởng được cái sự đóng góp đó của Đức Phật cho đến bây giờ. Dù rằng chúng ta không phải là con người Ấn Độ, chúng ta không phải là dân Ấn Độ, nhưng mà chúng ta vẫn đón nhận được những cái lời chỉ dạy của Ngài. Thế nên là Ngài vẫn còn sống ở trong cái suy nghĩ, ở trong những cái việc làm mà chúng ta đang biểu hiện ở đây. Thế nên là cái việc mà chúng ta sống bao lâu ở trong cuộc đời này, theo cái nhìn nhận của Đức Phật, theo nhìn nhận của Đạo Phật, là chúng ta đóng góp được gì, chúng ta cho ra được gì ở trong cuộc đời này, chứ không phải nó chỉ thể hiện ở việc là chúng ta đã nhận được gì. Hồi nãy Quảng Hiếu nói rằng đó, chúng ta cho ra đồng thời chúng ta là nhận lại. Và để chúng ta được sống lâu dài hay không là nó biểu hiện được cái việc là chúng ta đã cho ra cuộc đời này cái điều gì, đó là điều thiện hay là điều lành, hay là chúng ta cho ra những cái việc mà khi mà chúng ta mất đi đó thì người ta càng vui mừng, ồ may quá cái thằng đó nó đã mất rồi, và hay là chúng ta cho đi khi mà chúng ta mất đi đó thì bao nhiêu cái sự tiếc thương, mà không phải chỉ dành ở trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi mà nó còn kéo dài đến cái thời gian vô tận, giống như là Đức Phật, giống như là Khổng Tử, giống như là Lão Tử, giống như là những cái nhân vật mà khi mà chúng ta nhắc đến thì những cái nhân vật đó, những cái tên đó nó vẫn còn in đậm ở trong tâm trí, trong cái sự tưởng nhớ của chúng ta. Thì ngày hôm nay thông qua cái đề tài cho và nhận, thì Quảng Hiếu xin gửi đến đại chúng một cái sự suy niệm về cái đề tài này, để chúng ta có cái nhìn nhận nó cởi mở hơn. Cầu nguyện cho tất cả quý vị lúc nào cũng sống trong cái sự che chở, lúc nào cũng có được cái sự bình an soi sáng của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật hiện thân ở đây như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đây.